Kinh A Di Đà yếu giải diễn nghĩa tập 2. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian tháng 1 năm 1995. Nếu chính xác mà không có sai lầm thì quý vị nhất định có thể đạt được ba thứ lợi ích này. Đây là hoàn toàn sự thật. Đại sư La Thập, Ngài đã sửa đề kinh này, sửa thành Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Thật tại mà nói, Ngài sửa được rất đúng, bởi vì phương pháp tu hành của bộ kinh này chính là dạy cho chúng ta chấp trì danh hiệu. Cho nên Đại sư La Thập đem danh hiệu A-di-đà làm đề kinh, để cho chúng ta khi cầm bộ kinh này thì niệm một câu A-di-đà Phật. Ngài sửa được rất đúng, rất là phi thường. Cách nghĩ của Ngài rất là viên mãn, rất là thỏa đáng, rất là trọn vẹn, phù hợp với tông chỉ tu hành của bổn kinh. Phật Thuyết A-di-đà Kinh, vị Phật này chính là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta nói kinh này. Nếu giảng theo nghĩa rộng, tức là mười phương ba đời tất cả chư Phật đều tuyên dương pháp môn này. Chúng ta đọc trong kinh này có nói sáu phương Phật xưng tán, sáu phương tất cả chư Phật đều vì chúng sanh nói bộ kinh này, đều khuyên chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Do đây mới biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ là nguyện vọng đầu tiên của tất cả chư Phật phổ độ chúng sanh. Chữ thuyết này có nghĩa là vui lòng mà nói. Chúng ta nói là rất vui sướng, trong lòng rất vui sướng. Phật nói bộ kinh này có thể nói là trong lòng thật là vui sướng. Tại vì sao? Vì nhìn thấy chúng sanh cơ hội đã đến được thành Phật, chẳng những là thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thoát khỏi lục đạo luân hồi đó là tiểu thành tựu, không phải được thành tựu viên mãn. Được thành tựu viên mãn tức là một đời thành Phật thì mới gọi là được thành tựu viên mãn. Nếu chúng sanh cơ duyên thành thục, khi cơ duyên của họ thành thục thì giới thiệu pháp môn này cho họ, họ có thể tin, họ có thể hiểu, có thể lý giải, có thể sanh tâm hoan hỷ, có thể y giáo phụng hành cầu nguyện vãng sanh, thì họ trong đời này cơ duyên thành Phật đã thành thục. Khi cơ duyên đã thành thục thì Phật nhất định phải nói bộ kinh này, nhất định phải giới thiệu pháp môn này giúp cho họ được thành tựu. Cho nên có câu trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Khi cơ duyên của một người đã thành thục thì Phật cũng không bỏ họ, nhất định phải giới thiệu pháp môn này cho họ, khuyên dạy họ, giúp cho họ được thành tựu. Đây là ý nghĩa của chữ thuyết. A-di-đà là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là vô lượng. A dịch là vô, Di-đà dịch là lượng. Đây là đức hiệu của đạo sư ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu giảng theo cạn mà nói,
Thì ý nghĩa của câu danh hiệu này tức là nói rõ cái phương pháp này thật thật tại tại là vô lượng giác. Giác nhất định bao gồm cả chánh và tịnh. Giác chánh tịnh là một mà ba, ba mà một. Hễ được một thì đồng thời nhất định được cả ba. Trước khi chưa có chứng đắc thì giác chánh tịnh là ba, sau khi chứng đắc thì giác chánh tịnh là một. Giống như giảng đường này của chúng ta có ba cửa, trước khi chưa vào trong thì ba cửa này ở ba nơi khác nhau, sau khi đã vào bên trong thì đều giống nhau. Cho nên được một thì được tất cả. Ý nghĩa của chữ kinh này, bởi vì chúng tôi cũng thường giảng chữ kinh này, cho nên chúng tôi đã lược bỏ thông thường gọi là khế kinh, có nghĩa là khế lý, khế cơ. Nó lại có bốn ý nghĩa: quán, nhiếp, thường, pháp. Nếu giảng tường tận thì diệu nghĩa vô cùng tận. Như Đại sư Thanh Lương tại trong bộ Hoa Nghiêm Sớ Sao có nói, và trong Đại Trí Độ Luận cũng có nói, chữ kinh này rất là tường tận. Phần đại ý của đề kinh thì xin giới thiệu đến đây. Trong Tông Thiên Thai giảng kinh thì bộ yếu giải này là y theo phương thức của Tông Thiên Thai giảng kinh. Sau khi giải thích đề kinh thì nói đến thể. Thể là gì? Tức là nói rõ căn cứ sự thật lý luận của bộ kinh này. Cho nên điều này rất quan trọng. Nếu sự thật lý luận mà không có căn cứ thì làm sao khiến cho người sanh lòng tin? Cho nên đoạn kinh văn này dùng lời hiện nay mà nói, quý vị lấy bằng cứ gì để nói, quý vị lấy căn cứ gì để nói, tức là phải giải đáp câu hỏi này. Tất cả kinh Đại Thừa cổ đức có nói đều lấy thật tướng làm thể, có nghĩa là nói Phật đã nói tất cả kinh Đại Thừa đều là căn cứ chân tướng sự thật mà nói, thì đương nhiên chúng ta có thể tin đó là căn cứ chân tướng sự thật. Thế nhưng cũng có một số đại đức giảng kinh, thế như họ giảng kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là lấy nhất chân pháp giới làm thể, kinh Pháp Hoa là lấy thật tướng làm thể, kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm là lấy Như Lai Tạng làm thể. Thật ra tuy nói nhiều chữ khác nhau, quý vị hãy suy nghĩ kỹ, đều là nói một sự việc. Dùng lời hiện nay mà nói đều là y cứ chân tướng sự thật. Mà chân tướng sự thật có rất nhiều. Trí huệ, đức năng của chúng ta không thể đạt đến. Cho nên rất là khó tin. Thế như trong kinh Phật thường nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm, nói tóm lại lục đạo luân hồi, thật ra trong lục đạo, trong mỗi một đạo trạng huống sự thật cũng rất là phức tạp. Dùng khoa học hiện đại để giải thích thì mọi người dễ hiểu.
Bởi vì người hiện nay đều có kinh nghiệm về khoa học, đều có thường thức về khoa học. Họ rất ít tiếp xúc được Phật Pháp, ít nghe được, cho nên họ cảm thấy xa lạ. Trong nhà khoa học hiện nay, họ nói thời không. Chúng ta biết sinh vật của hai độ không gian, không có cách nào hiểu được sinh vật của ba độ không gian. Cũng cùng một đạo lý, sinh vật trong ba độ không gian không có cách nào hiểu được trạng huống của bốn độ không gian. Không gian là có vô số độ. Dùng cái quan niệm này để giải thích Phật Pháp, thập pháp giới và lục đạo luân hồi thì dễ hiểu. Ngày nay chúng ta không có cách nào đi vào được năm độ không gian, sáu độ không gian. Không có cách nào đi vào được vô hạn độ không gian. Cho nên chúng ta chỉ ở trong giới hạn ba độ không gian, hoặc là ở trong bốn độ không gian. Ở trong giới hạn phạm vi rất nhỏ hẹp này, sự thấy nghe giác biết của chúng ta bị hạn chế, không thể ra khỏi cái phạm vi này. Vì vậy chúng ta không có cách nào thấy được, cũng không có cách nào tiếp xúc được trạng huống của trong vô số độ không gian và chân tướng vũ trụ nhân sanh. Vì chân tánh đã mê rồi. Nhà khoa học hiện nay đã chứng minh sự thật này tồn tại, thế nhưng họ không biết cách nào để đột phá. Họ không có phương pháp. Mà trong Phật Pháp chúng ta thì nói được rất rõ ràng, vô số độ không gian là gì? Tức là thời gian vô tận, tức là pháp giới vô tận. Dùng phương pháp gì để đột phá? Cũng tức là nói vô số độ không gian đó từ đâu mà có? Trong kinh Phật có nói là từ vọng tưởng chấp trước mà có. Nếu phá được vọng tưởng chấp trước thì chúng ta có thể thấy được hết thảy tất cả độ không gian, cũng tiếp xúc được hết. Lúc đó đã hiểu rõ chân tướng sự thật. Phật Pháp là dùng định lực. Nhà khoa học là dùng đầu óc, tư duy, họ dùng máy móc khoa học gì đó, hoặc dùng phát minh gì đó, nhưng họ vẫn không có cách nào đột phá được. Còn Phật thì chỉ dạy cho chúng ta dùng định lực, dùng công phu thiền định. Cho nên dùng thiền định có thể đột phá. Chúng tôi đọc trong chuyện ký Phật giáo, nói Đại sư Trí Giả tụng kinh Pháp Hoa, Ngài tụng đến phẩm Dược Vương thì Ngài đã nhập định. Trong định Ngài thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật ở Linh Sơn giảng kinh Pháp Hoa. Ngài đã nghe hết một thời. Sau khi xuất định, Ngài trở về nói với mọi người rằng Thích Ca Mâu Ni Phật trong hội Pháp Hoa vẫn còn chưa tan, Phật vẫn còn đang ở đó giảng kinh. Đây tức là đã đột phá thời không. Đại sư Trí Giả cách thời gian Thế Tôn diệt độ đã có hơn 1.000 năm. Ngài có thể đi ngược dòng thời gian hơn 1.000 năm. Ngài tu ở núi Thiên Thai, tỉnh Triết Giang, tại sao lại đi đến Ấn Độ? Vì Ngài đã đột phá thời gian và không gian, dùng định lực có thể đạt đến.
dùng thiền định thâm sâu thì có thể đột phá được tất cả vấn đề vô hạn độ không gian. Cho nên Phật Pháp rất là phù hợp với khoa học. Nếu nói Phật Pháp không phù hợp với khoa học, đó là họ đối với Phật Pháp không có hiểu rõ, không có tiếp xúc, là họ hiểu lầm. Phật Pháp là rất thích hợp với khoa học. Đây là nói ra chân tướng sự thật, có thể giúp cho chúng ta đột phá, đột phá vô số thời không, khiến cho chúng ta hiểu rõ khắp cả vũ trụ. Vũ trụ là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, là không gian hoạt động của chúng ta. Không gian hoạt động của chúng ta và hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta là tận hư không khắp pháp giới. Ngày nay sao lại bị gò bó trong không gian nhỏ hẹp này? Quý vị nghĩ xem có đáng thương hay không? Thật là quá khổ. Trong kinh thường nói Phật nhìn chúng sanh chúng ta là kẻ đáng thương. Chúng ta nghĩ xem, quả thật là kẻ đáng thương. Cho nên nhất định phải giác ngộ, nhất định phải gắng sức khôi phục tự do. Người hiện nay đều nói tự do dân chủ. Tự do thật là đáng quý. Chúng ta ở trong lục đạo không được tự do chút nào, chịu sự bó buộc của nghiệp lực, không được tự do chút nào. Muốn được tự do thì phải học Phật. Muốn được bình đẳng thì phải học Phật. Trong Phật Pháp mới thật sự có tự do bình đẳng. Trong Phật Pháp nói giải thoát, nói tự tại chính là tự do. Thật là như vậy, không dối chút nào. Kế đến hạng mục thứ ba là nói rõ tông chỉ của bộ kinh này, gọi là minh tông, tức là nói rõ tông chỉ. Bổn kinh là lấy tính nguyện hạnh, lấy ba chữ này làm tông chỉ. Tông chỉ tức là cương lĩnh tu hành. Cương lĩnh tu hành chính là tính nguyện hạnh. Đại sư Ngẫu Ích, Ngài nói được rất hay, nói được rất rõ ràng, minh bạch. Ngài nói với chúng ta, có sáu thứ tin. Thứ nhất là tin mình. Điều này rất là quan trọng, là nói rõ trong Phật Pháp nói tin không giống như những tôn giáo khác. Những tôn giáo khác nói tin là tinh thần, tin Thượng Đế, đem họ đặc biệt đặt ở ngôi vị thứ nhất. Tin thì được cứu, không tin thì không được cứu. Phật không phải nói như vậy. Phật dạy cho chúng ta tin mình, tin nơi mình mới được cứu, tin người khác thì không được cứu. Lời của Phật nói rất có lý. Tin mình có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Tinh thần, tin Thượng Đế có thể sanh lên cõi trời. Cõi trời vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi, chưa ra khỏi. Tinh thần, tin Thượng Đế không ra khỏi lục đạo luân hồi, tin mình thì có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Thứ nhất là phải tin mình. Chúng ta tin mình cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác. Không nên coi thường mình, không tự mãn, cũng không tự ti. Tự ti và tự mãn đều là sai lầm. Trong kinh nói tất cả chúng sanh vốn thành Phật, ta cùng với tất cả chúng sanh là bình đẳng, ta cùng với tất cả chư Phật cũng là bình đẳng. Nay Phật giác ngộ, còn ta đang mê. Ta phải tin giác là vốn có, mê là tạm thời,
Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Tín Luận có nói, bản giác vốn có, vốn là có, bất giác vốn không, bất giác là mê, vốn là không có. Phải tin điều này, vốn là có thì nhất định có thể khôi phục, thì chúng ta có lòng tin nên, thì có lòng tin này, vốn là không có, nhất định có thể đoạn trừ. Vốn là không có vọng tưởng chấp trước, vốn không có thì có thể đoạn trừ. Trí huệ đức năng cứu cánh viên mãn là vốn có, nhất định có thể khôi phục lại. Chúng ta phải có lòng tự tin mãnh liệt này. Điều này rất là quan trọng. Đây là chúng ta tu hành thoát khỏi lục đạo luân hồi, viên thành Phật đạo, là vốn liếng thật sự, là nhân tố thật sự. Khi đã khẳng định mình rồi, điều này rất là quan trọng. Đây là xây dựng lòng tin. Thứ hai là chúng ta tin Phật, tin Thích Ca Mâu Ni Phật nói những lý luận cho chúng ta và phương pháp chính xác cho chúng ta biết. Đó là Ngài đã từng trải qua kinh nghiệm. Ngài đem sự tu hành chứng quả của mình trải qua kinh nghiệm thành tựu nói cho chúng ta biết. Chúng ta phải nên chân thành mà tiếp nhận để tu học. Đây là tinh tha, tức là tinh Phật. Trong tinh tha bao gồm cả A-di-đà Phật. A-di-đà Phật làm thế nào xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới? Chúng ta muốn biết động cơ của Ngài, muốn biết nguyện vọng của Ngài, sự tu học của Ngài, sự thành tựu, sự thành quả của Ngài. Ngài làm thế nào để giúp cho tất cả chúng sanh vãng sanh tịnh độ? Chúng ta cũng phải nhận biết một khái lược tổng quát. Có như vậy thì tự nhiên có thể xây dựng lòng tin. Đối với A-di-đà Phật, chúng ta có tâm cung kính, tâm ngưỡng mộ, thì chúng ta rất thích theo Ngài tu học. Chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Hết thể tất cả lý, sự và lý này thế tồn tại trong Kinh Vô Lượng Thọ nói được rất rõ ràng. Kinh Vô Lượng Thọ là khái luận của Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là giới thiệu tường tận Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là thuyết minh bổ sung của Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Quán Kinh đã bổ sung quan trọng nhất là ba điều. Điều thứ nhất là lý luận, điều thứ hai là phương pháp, tức là 16 pháp quán là phương pháp tu hành. Điều thứ ba là chính phẩm nhân quả. Nói được tường tận hơn Kinh Vô Lượng Thọ, cho nên Quán Kinh là thuyết minh bổ sung. Phật tại trong Kinh A-di-đà với lòng từ bi khuyên bảo chúng ta phải nên phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Thật tại mà nói, ba bộ kinh này hợp lại là một bộ kinh. Cổ nhân gọi Kinh Vô Lượng Thọ là đại bản, Kinh A-di-đà là tiểu bản, rất là có lý. Ba bộ kinh đích thật là một bộ kinh, rất là hiếm có. Năm xưa Thế Tôn còn tại thế, Ngài đã giảng nhiều lần Kinh Vô Lượng Thọ. Thật tại mà nói, Phật giảng kinh, bất cứ giảng một bộ kinh nào, Ngài suốt đời chỉ giảng một lần thôi, chưa từng giảng lần thứ hai. Chỉ có giảng Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài đã giảng qua nhiều lần.
giảng được nhiều lần như vậy, đương nhiên là nói rõ pháp môn này, bộ kinh điển này vô cùng quan trọng. Đặc biệt là đối với chúng sanh thời mạt pháp, chỉ có pháp môn này thật sự mới có thể độ được chúng sanh. Trong tinh tha bao gồm cả mười phương tất cả chư Phật, tất cả chư Phật đều khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là nói rõ chư Phật đều tuyên thuyết pháp môn này. Tất cả chư Phật đều khuyên dạy tất cả chúng sanh cầu sanh tịnh độ làm mục tiêu đầu tiên. Cho nên năm xưa Đại sư Thiện Đạo có nói: chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Ngài nói được rất có lý. Tất cả chư Phật vì sao xuất hiện ở thế gian? Chính là giới thiệu pháp môn tịnh độ, chính là khuyên mọi người cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Pháp môn này thật là khó tin, bởi vì họ không tin. Họ không tin tức là cơ duyên của họ chưa thành thục. Cho nên Phật mới nói những kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa khác cho họ. Phật đã nói rất nhiều kinh điển đi vòng vo để dẫn dụ họ, đến sau cùng vẫn là dạy cho họ tu pháp môn này. Điều này rất là thú vị. Như Kinh Hoa Nghiêm chính là cô động và xúc tích của toàn cả Phật Pháp. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất nhiều pháp môn, đến cuối cùng thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc, thấy điều trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đã đi hết nhiều vòng, đến cuối cùng vẫn là đi con đường này. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là hình ảnh thu nhỏ của tất cả chư Phật thuyết pháp. Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm có thể lãnh hội được rất nhiều khải thị, tin tưởng những lời giáo huấn chân thật của tất cả chư Phật. Đây là chúng ta tin tha, tức là tin Phật. Thứ ba là chúng ta tin nhân, thiện nhân nhất định có thiện quả, ác nhân nhất định có ác báo. Chẳng những pháp thế gian không thể vượt ngoài nhân duyên quả báo, mà Phật Pháp cũng không thể vượt ngoài nhân duyên quả báo. Như cổ đức phán định ngũ thừa nhân quả của Kinh Hoa Nghiêm và nhất thừa nhân quả của Kinh Pháp Hoa, hai bộ kinh này cũng không lìa khỏi định luật nhân quả. Pháp thế gian và xuất thế gian cũng không lìa khỏi định luật nhân quả. Cho nên chúng ta nhất định phải tin nhân, tin quả. Trong bộ kinh này đặc biệt khuyên người phải tin niệm Phật là chánh nhân, thành Phật là chứng quả. Chỉ có niệm Phật mới được thành Phật. Thế nhưng niệm Phật không phải miệng niệm. Miệng niệm mà trong tâm không có Phật thì không được thành Phật. Cho nên chữ niệm này quý vị phải chú tâm xem cho rõ ràng. Văn tự của Trung Quốc là bậc nhất trên thế giới. Trong những dân tộc quốc gia khác không có văn tự giống như Trung Quốc. Văn tự của Trung Quốc là phù hiệu tràn đầy trí huệ. Quý vị xem chữ niệm này là kim tâm, tức hiện tại trong tâm có thì gọi là niệm. Nếu trong tâm không có thì không phải là niệm.
Trong tâm thật có, lúc nào có, hiện tại thì có. Gọi là nhất niệm tương ứng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật. Nghĩa có nghĩa là gì? Đây là Phật tại trong kinh điển có nói rất nhiều. Vả lại, Ngài nói được rất là rõ ràng. Ngài nói tất cả Pháp đều từ tâm tưởng sanh. Từ đâu sanh ra tất cả Pháp? Là từ tâm tưởng sanh. Đúng như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên trong tâm của quý vị nghĩ cái gì thì biến cái đó. Vì sao phương pháp tu hành của pháp môn này chúng ta chú trọng 16 pháp quán này? Quán là quán tưởng. Cho nên chúng ta quán tưởng Phật, tâm tưởng Phật. Cái tâm này thì hiện ra Phật. Cái tâm này tức là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trong tâm quý vị có Phật thì quý vị làm Phật. Mỗi ngày quán tưởng Phật, mỗi ngày thì làm Phật. Trong kinh nói tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Trong tâm quý vị thật có thì quý vị được thành Phật. Trong tâm không có, chỉ miệng niệm cũng vô ích. Cổ Đại Đức thường cười những người miệng niệm, hét bệ cổ họng cũng uổng công. Miệng quý vị niệm Phật mà trong tâm nghĩ tham sân si, đó thì không được. Niệm như vậy vẫn còn đọa tam đồ. Cho nên trong tâm phải thật có Phật. Trong tâm ngoại trừ Phật ra, cái gì cũng không có. Thì gọi là người biết niệm Phật. Biết niệm Phật như vậy thì nhất định được vãng sanh. Nếu miệng niệm Phật mà trong tâm còn nghĩ đến ngũ dục lục trần trong thế gian, thì người này không được vãng sanh. Quả báo của họ vẫn là từ trong tâm tưởng của họ biến hiện ra. Nếu lòng tham nặng, không kể là họ tham cái gì, tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, thậm chí tham cầu Phật Pháp, không kể là họ tham cái gì, có làm tham thì biến thành ngạ quỷ. Cho nên người có lòng tham rất nặng, trong tâm họ thường khởi lòng tham. Lòng tham của họ nặng thì biến thành ngạ quỷ, biến thành ma. Sau khi họ chết rồi thì họ đi làm ma. Nếu trong tâm thường sân hận, người có tâm sân hận rất nặng hoặc tâm ganh ghét rất nặng thì họ biến thành địa ngục. Nếu tâm họ là ngu si tức là không biết phân biệt phải quấy, không biết phân biệt tà chánh, cách nhìn của họ sai lầm thì gọi là ngu si thì biến thành súc sanh. Nếu thường nghĩ đến tu ngũ giới thập thiện thì sẽ được thân người. Cho nên điều là có quan hệ nhân quả. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi và chân tướng sự thật này thì mới biết được ý niệm rất quan trọng. Cho nên chúng ta nhất định phải tu thiện niệm, tuyệt đối không thể có ác niệm. Cái gì là thiện niệm? Tức là luôn luôn nghĩ đến làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Có ý niệm này là thiện. Nếu thường nghĩ đến sự lợi ích của mình thì ý niệm này là ác. Thường nghĩ đến sự lợi ích của mình là tham, sẽ tăng trưởng lòng tham. Luôn luôn nghĩ đến làm lợi ích cho tất cả chúng sanh thì sẽ đoạn trừ được, buông bỏ được lòng tham. Chúng ta học theo chư Phật Bồ Tát, luôn luôn nghĩ đến muốn giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn, tận tâm tận lực mà giáo hóa chúng sanh, phát tâm gánh vác công việc này. Chuyển tam độc thành giới định huệ.
Giới định huệ chính là phản diện của tam độc. Kế tiếp là phải tin sự, sau cùng là phải tin lý. Có lý nhất định có sự, có sự nhất định có lý. Lý và sự là một, không phải hai. Chúng ta đã biết rõ sự thật của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, và cũng hiểu rõ những lý luận của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Chúng ta biết rõ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, cũng biết rõ trạng huống hiện tại của chúng ta. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới khác với cõi nước của mười phương thế giới chư Phật. Sự khác biệt ở chỗ nào? Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là trong tự tánh của A-di-đà Phật biến hiện ra tịnh độ. Cho nên cõi tịnh độ là chân thường. Trong cõi tịnh độ, chẳng những thọ mạng ăn của con người vô lượng thọ, mà hết thảy tất cả thực vật, hoa, cỏ, cây, cối cũng là vô lượng thọ. Điều là không sanh không diệt. Còn cõi nước của mười phương thế giới chư Phật là do nghiệp lực của chúng sanh biến hiện ra. Do nghiệp lực biến hiện ra tức là pháp sanh diệt, tức là có sanh có diệt. Có sanh có diệt thì khổ. Có sanh có diệt tức là vô thường, không phải chân thường. Khi chúng ta đã biết rõ sự thật này và hiểu rõ sự thật này thì được tâm an lý đắc. Vì sao được tâm an? Vì đã hiểu rõ lý, tức là lý đắc. Lý đắc thì tâm an. Cho nên trong hoàn cảnh hiện tại, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta đã hiểu rõ minh bạch. Chúng ta đang sống trong hoàn cảnh hiện tại cũng có thể an nhiên sống qua ngày. Biết rõ tất cả pháp đều là vô thường. Chúng ta đang sống trong hoàn cảnh này là phước hay là họa, hoàn toàn phải nhờ vào trí huệ tuyển chọn của mình. Trí huệ tuyển chọn chính là phước, đó không phải họa. Nếu mê hoặc tuyển chọn, muốn cầu phước cũng cầu không được. Điều này không thể được vì không hiểu rõ. Tôi thường khuyên các đồng tu sơ học, trước tiên tốt nhất phải đọc 300 lần quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Tại sao tôi phải khuyên mọi người đọc nhiều như vậy? Nếu quý vị đọc hết 300 lần quyển Liễu Phàm Tứ Huấn thì quý vị mới hiểu rõ. Đọc một hai lần không được lợi ích. Phải đọc 300 lần thì quý vị mới thâm nhập, mới thật sự hiểu rõ. Đối với hoàn cảnh hiện tại thì quý vị đã thấy rõ chân tướng sự thật, thì quý vị biết được phải làm sao xử thế đối người tiếp vật. Tự cầu nhiều phước. Nếu quý vị không hiểu rõ đạo lý và chân tướng sự thật này thì không sao tránh khỏi khổ nạn. Suốt đời phải chịu khổ, đời đời kiếp kiếp chịu khổ nạn, nói không hết. Cho nên lý và sự đều phải rõ ràng, đều phải minh bạch, đều phải hiểu rõ. Cõi này và có các cõi khác thì lòng tin của chúng ta mới thật sự xây dựng được. Chúng ta tự tin mình có thể lìa khỏi ta bà thế giới, tự tin mình có thể trong đời này giáng sanh về Di Đà tịnh độ. Đây là nói về tính. Kế tiếp là nguyện. Nguyện tức là phát nguyện, phải phát nguyện chân thật.
nguyện vọng lìa khỏi ta bà, nguyện vọng vãng sanh tịnh độ, nguyện vọng thân cận A Di Đà Phật, nguyện vọng theo A Di Đà Phật tu học. Sau cùng là hạnh, hạnh là phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành, pháp môn này rất đơn giản, chính là chấp trì danh hiệu. Chú trọng nhất là chấp trì. Trong tâm thật có chấp trì này, không phải là tay nắm lấy, mà là trong tâm thật có niệm niệm không thả lỏng. Trong tâm luôn luôn có A Di Đà Phật. Trên sự thì trong cuộc sống hàng ngày, tất cả tùy duyên mà không phan duyên. Ngày hôm trước tôi từ Úc Châu trở về, tôi mới biết được ở bên Úc Châu có rất nhiều đồng bào Đài Loan chúng ta, có rất nhiều vị đều từ miền Nam Cao Hùng, Đài Nam di dân đến Úc Châu. Họ đều hy vọng ở bên đó thành lập một đạo tràng Tịnh Tông học hội. Tôi sang Úc Châu là giúp cho họ thành lập. Kế hoạch của họ trong tương lai muốn xây dựng một thôn Di Đà. Vì hoàn cảnh ở bên Úc Châu rất tốt, ở bên đó dưỡng lão có thể nói là thiên đường trần gian. Hoàn cảnh rất là thanh tịnh, hết thảy tất cả thực vật, rau cải đều không có thuốc trừ sâu, có thể nói hoàn toàn không có ô nhiễm. Úc Châu đất rộng người thưa, diện tích đất đai của Úc Châu là nhiều hơn 200 lần của Đài Loan chúng ta. Dân số chỉ có phần nửa của Đài Loan, chỉ có 17 triệu người. Diện tích đất đai thì nhiều hơn 200 lần của Đài Loan chúng ta. Úc Châu đất rộng người thưa, có thể nói trong thế giới ngày nay, Úc Châu là mảnh đất rất thích hợp cho nhân loại sinh sống, rất là hiếm có. Thế nhưng họ nói với tôi rằng rất khó kiếm tiền, dưỡng lão thì tốt nhất. Chúng tôi thành lập Tịnh Tông học hội là hy vọng có thể đem Tịnh Độ Tông hoằng dương phổ biến ở bên Úc Châu, có thể phát dương quang đại, khiến cho ở bên Úc Châu thật sự thành một cõi tịnh độ. Đó là các đồng tu học Phật của Đài Loan, họ đối với Phật Pháp, đối với Thế Tôn, đối với tất cả chúng sanh, có thể nói là một cống hiến rất là vĩ đại, rất là hiếm có. Phương pháp niệm Phật đơn giản, chỉ dùng một câu chấp trì danh hiệu thì đạt đến nhất tâm bất loạn. Quý vị luôn luôn phải ghi nhớ, phải y theo phương pháp cương lãnh này mà tu học, tức là trong tâm thật sự có Phật, có trí huệ của Phật, có từ bi của Phật, có phương tiện của Phật, có chân thật quả báo y chánh trang nghiêm của Phật. Chúng ta trong đời này tu pháp môn tịnh độ thì mới có thể thuận lợi thành tựu. Đoạn kế tiếp là nói về lực dụng của bộ kinh, là thảo luận về chỗ hữu dụng của bộ kinh điển này, cũng tức là nói sự lợi ích của sự tu học. Sự lợi ích ở chỗ nào? Vãng sanh là công, bất thối là đức. Đây là một điều rất là khó khăn. Dùng lời hiện nay mà nói, vãng sanh tức là di dân. Chúng ta từ Ta Bà thế giới di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định có thể đi được. Chỉ cần quý vị chịu đi,
A Di Đà Phật chắc chắn hoan nghênh quý vị đến, không bao giờ từ chối. Nhưng phải y theo lý luận của Ngài nói và y theo phương pháp của Ngài dạy. Chỉ cần quý vị hội độ tín nguyện hạnh ba điều kiện này thì nhất định được vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới được sự lợi ích rất lớn, là vĩnh viễn sẽ không còn thối chuyển. Không như thế gian này của chúng ta. Chúng ta tu hành trong thế gian này, điều khổ não nhất chính là thối chuyển. Trong đời này chúng ta tu hành rất khá, thế nhưng khi chết rồi đi đầu thai, đời sau lại đến cõi này, thể đi đầu thai thì quên hết những chuyện đời trước, đời sau làm người lại phải từ đầu tu học. Cho nên cái thân này thật là chán ghét. Còn tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là vô lượng thọ, mạng sống rất dài, cho nên họ vĩnh viễn không có thối chuyển. Vì vậy họ rất mau chóng được thành tựu, cho nên ai nấy đều là một đời thành tựu, không cần đợi đến đời thứ hai. Họ trong một đời thì thành tựu viên mãn. Đến phần kinh văn phía sau, tôi sẽ trình bày tường tận với quý vị. Sự thành tựu của họ đích thật là không ngờ tới. Thành tựu mau chóng như vậy. Giả lại Tây Phương Tịnh Độ là pháp giới bình đẳng, thật sự bình đẳng. Những Bồ Tát của thế giới phương khác có giai cấp, như chúng tôi thường nói 52 giai cấp, có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác và diệu giác. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có hay không? Nói đến thì cũng có, thế nhưng từ trên tướng mà nhìn thì không có, nó là bình đẳng. Tại sao có thể là bình đẳng? Đó là oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, giúp cho cảnh giới của quý vị tức khắc được nâng cao. Cho nên Tây Phương Tịnh Độ là thế giới bình đẳng. Chúng ta đọc trong 48 lời nguyện thì có thể thấy được. Những người ở Tây Phương gọi là thế giới, thân thể cao như nhau, mặt mũi giống nhau. Điều này rất là kỳ lạ. Còn ở cõi này chúng ta, lòng người khác nhau, mặt mũi cũng khác nhau. Vì sao mặt mũi họ khác nhau? Vì vọng tự chấp trước của họ khác nhau. Còn tướng mạo của chư Phật đều giống nhau, bởi vì chư Phật điều không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên tướng mạo của chư Phật đều giống nhau. Vì tâm của chư Phật rất thanh tịnh. Vì sao tướng mạo của chúng ta khác nhau? Vì tâm khác nhau, cho nên trong tâm hiền lương thì có thể thấy được tướng mạo từ bi. Còn những người có tâm hung ác, dù họ có hóa trang thành tướng tốt cũng có thể nhìn ra. Họ có hóa trang cũng không thành. Gọi là lòng người khác nhau thì mặt mũi cũng khác nhau. Thế nhưng những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tướng mạo hoàn toàn giống nhau. Đó là oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Trong tâm mình luôn luôn niệm Phật, cho nên phải chú trọng chữ niệm này. Tôi thường nói với mọi người rằng không phải miệng niệm mà là tâm niệm. Trong tâm thật có nhớ Phật, thật niệm Phật, nhớ lâu rồi thì tướng mạo sẽ giống như Phật vậy. Gọi là tướng chuyển theo tâm, tướng mạo sẽ thay đổi. Lần này tôi ở Đài Bắc gặp được một vị đồng tu. Ông ở Đại Lục Trung Quốc hết 2 năm, đi khắp nơi hoằng dương Phật Pháp. Ông ở Đại Lục in kinh bố thí, ông chuyên làm công việc này. Mấy hôm trước ông trở về Đài Bắc, tôi thấy tướng mạo của ông đã thay đổi. Kể cả thân thể cũng thay đổi, đích thật là khác hẳn. Do đây mới biết 2 năm qua ông đã làm chân thật công đức. Tướng mạo và thể chất của ông, theo tướng mạo, từ tướng mạo và thể chất của ông mà quan sát, ông đã trẻ đi, càng ngày càng trẻ, tướng mạo càng ngày càng trang nghiêm, thì biết được việc làm của ông rất đúng, không có sai lầm. Chúng tôi từ chỗ này mà thấy được thành tích của ông, đây là sự thật, không thể dối người. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.